Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Nhà đẹp Apollo Việt, đơn vị thiết kế và thi công trọn gói chất lượng cao. Trong video ngày hôm nay, Thu Thảo sẽ giới thiệu quý vị top 5 mẫu biệt thự lâu đài tân cổ điển, sở hữu kiến trúc đương đại châu Âu nhưng cũng mới mẻ và hiện đại hơn, được kỳ công sáng tạo bởi các kiến trúc sư Apollo Việt. Và trước khi bắt đầu video, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để xem thêm nhiều công trình độc đáo, ấn tượng trên khắp mọi miền tổ quốc nha. 1. Mẫu lâu đài tân cổ điển hai mặt tiền đẹp sang và diễm lệ vô cùng. Đầu tiên, Thu Thảo xin mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm mảnh đất Hưng Yên, Thanh Bình để chiêm ngưỡng tòa lâu đài nổi bật của gia đình anh Quang. Sở hữu diện tích đất hơn 300m², lại có hai mặt tiền nên anh Quang và chị Tươi mong muốn sở hữu tòa lâu đài theo phong cách châu Âu đẳng cấp. Ngôi nhà đẹp sở hữu diện tích xây dựng 16,7m × 13m, hiện lên vô cùng sang trọng, kết hợp với những đường nét phào chỉ tạo nên một tổng thể công trình đồ sộ nguy nga nhưng vẫn vô cùng tinh tế, uyển chuyển. Thiết kế phần mái man sắc kết hợp mái chóp đặc trưng mang nét đẹp trầm ổn nhưng bề thế, càng làm tôn lên vẻ đẹp trường tồn của căn nhà. Thiết kế hệ cột trụ lấy cảm hứng từ kiến trúc Hy Lạp cổ đại. Các trụ cột được xem như những cánh tay vững chắc nâng đỡ bức chương sảnh phía trên. Bức chương được đáp vẽ thiết kế chi tiết hoa văn đẹp mắt. Ở giữa đặt một đồng hồ đẹp mắt tạo điểm nhấn ấn tượng và mang đến sự sang trọng cho sảnh chính ngôi nhà. Không chỉ sở hữu ngoại thất đẹp mắt, ấn tượng, tòa lâu đài còn được bố trí phần công năng khoa học, đảm bảo tính phong thủy. Tầng 1, phòng khách, phòng bếp nấu, phòng ăn, phòng ngủ master, WC chung, gara. Tầng 2, phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, 2 phòng ngủ thường, 1 phòng ngủ master, WC chung. Tầng tung, phòng ngủ, phòng karaoke, khu tập thể dục, khu tiệc nướng. 2. Thiết kế lâu đài tân cổ điển đẹp nhã nhặn và lịch lãm tại Hải Phòng. Mẫu lâu đài tiếp theo sở hữu mặt tiền 16,92m và chiều sâu nhà là 13,8m của anh Hà tại Hải Phòng. Biệt thự có một sảnh chính cùng hai sảnh phụ hoành tráng và bề thế. Thiết kế mặt tiền của biệt thự vô cùng thông thoáng. Điều này rất hợp phong thủy nhằm giúp ngôi nhà đón được nhiều ánh sáng và gió từ tự nhiên, giúp vượng khí trong nhà được lưu thông tốt hơn. Lâu đài sử dụng màu trắng tinh tế và nhẹ nhàng làm tông màu chủ đạo, kết hợp với đó là hệ khung nhôm cửa sổ màu đen và cửa chính là gỗ tự nhiên, nâu trầm giúp tòa lâu đài sang trọng và đẳng cấp hơn. Phần mái man sắc được thiết kế độc đáo, đẹp mắt và có khả năng tránh nóng vào mùa hè và ấm áp hơn vào mùa đông. Tòa lâu đài được thiết kế với 9 bậc tam cấp hoành tráng, toàn bộ khối đế được ốp đá màu nâu đất, phân khối rõ ràng, tạo nên sự vững chãi và khỏe khoắn cho toàn bộ lâu đài. Thưa quý vị, bên cạnh kiến trúc đẳng cấp, cuốn hút, phần bố trí công năng cũng được tính toán khoa học và tiện nghi. Tầng 1, phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ khép kín, WC chung, kho. Tầng 2, phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ master kết hợp phòng thay đồ, phòng ngủ khép kín. Tầng tung, phòng thờ, phòng ngủ đơn, WC chung, sân phơi. 3. Biệt thự lâu đài tân cổ điển đẹp kiêu sa quý phái. Quan sát phối cảnh trên cao của mẫu thiết kế lâu đài đẹp, quý vị có thể thấy kiến trúc mái man sắc đặc trưng của phong cách tân cổ điển được các kiến trúc sư của Apollo Việt thiết kế nhẹ nhàng, nổi bật với những lan can mái được sơn nhũ vàng đẹp mắt chạy dọc hệ mái giúp biệt thự thêm kiêu kỳ hơn. Hệ bậc tam cấp được ốp đá granite với sắc vàng sang trọng ở phần sảnh chính. Thiết kế phần sảnh chính nổi bật với các hệ trụ cột tròn vuông, đan xen tạo nên sự bề thế cho căn nhà, được lấy cảm hứng từ các thức cột Hy Lạp cổ đại. Phần đầu cột uốn lượn nhẹ nhàng tạo nên nét thanh lịch cho căn biệt thự. Những hệ trụ cột như những cánh tay vươn lên nâng đỡ cho bức chương sảnh đồ sộ của lâu đài. Thiết kế bức chương sảnh với những họa tiết hoa văn mặt ngọc đội vương miện thể hiện sự sang trọng cho không gian ngoại thất. Sau đây mời quý vị cùng chiêm ngưỡng công năng của mẫu lâu đài đẹp. Tầng 1, phòng khách, phòng bếp ăn, phòng ngủ, WC chung, thang bộ, thang máy. Tầng 2, phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ khép kín, WC. Tầng tung, phòng thờ, sân phơi kết hợp, WC, phòng thư giãn, khu thể dục, vườn khô, khu tiệc nướng. 4. Thiết kế lâu đài dinh thự đẳng cấp chuẩn phong thủy. Tiếp đến là tòa lâu đài 2 tầng 1 tung
được thiết kế theo lối kiến trúc châu Âu vô cùng nguy nga, tráng lệ. Ngắm nhìn tổng thể ngoại thất căn nhà, quý vị sẽ thấy công trình được phủ lên mình một màu trắng ngà vàng nhẹ nhàng, kết hợp với nét đẹp mềm mại, uyển chuyển của những đường hoa dây, phào chỉ được đắp vẽ cầu kỳ tỉ mỉ, tạo nên bức tranh ngoại thất lộng lẫy và quý phái. Phía bên trên mái tôn được thiết kế thêm một chóp chính với những chi tiết hoa dây mạ vàng sang chảnh. Phần sảnh chính là sự kết hợp của hệ trụ cột vuông tròn đan xen, mang lại sự cân đối hài hòa cho tổng thể ngoại thất căn nhà. Nếu như những cột vuông mang nét đẹp khỏe khoắn với những đường hoa dây chạy dài theo chân cột, thì những cột tròn lại e ấp mềm mại với những đường rãnh soi tinh tế. Hai thức cột kết hợp hòa quyện với nhau làm tôn lên vẻ đẹp kiêu sa cho tòa lâu đài mỹ lệ. Không chỉ sở hữu ngoại thất đẹp cuốn hút, tòa lâu đài tân cổ điển 2 tầng 1 tum nhà Anh Bằng còn được bố trí công năng khoa học tiện nghi. Tầng 1, phòng khách, phòng bếp và ăn, phòng ăn khách, một phòng ngủ khép kín, WC. Tầng 2, phòng sinh hoạt chung, phòng thờ, hai phòng ngủ thường, một phòng ngủ khép kín, WC, sân phơi. Tầng tum, phòng thể dục, phòng karaoke, một phòng ngủ thường, WC, phòng tắm kết hợp với sông sục, sân chơi máy kính. 5. Lâu đài tân cổ điển tinh tế đẹp quyến rũ tại Bắc Giang. Nhìn vào tổng thể kiến trúc của mẫu nhà đẹp, đặc điểm dễ nhận thấy đó chính là hình khối kiến trúc cân đối được thiết kế theo một tỷ lệ vàng hoàn hảo. Theo chiều ngang thì tòa lâu đài được chia làm 3 phần, trong đó khối chính và hai khối phụ. Hai khối phụ có sự đối xứng qua khối sảnh chính. Theo chiều dọc thì ngôi nhà đẹp cũng gồm 3 phần rõ rệt: phần đế, phần thân, phần mái, được phân biệt bởi các hệ thống phào phân tầng rõ nét. Mặt khác, các chi tiết trang trí như lan can mái mạ vàng, cửa sổ mái hình vòm với các hoa văn điểm xuyết cũng góp phần khiến cho mẫu biệt thự 2 tầng, 4 phòng ngủ trở nên vô cùng ấn tượng và bắt mắt. Ngoại thất công trình lâu đài tân cổ điển khoác lên mình màu trắng tinh khôi, giúp làm nổi bật các chi tiết hoa văn phào chỉ kết hợp với màu đỏ của hệ cửa gỗ, màu đen của đá slate lai châu lợp mái, mang tới không gian ngoại thất nổi bật hơn so với các công trình lân cận. Mà công năng mặt bằng bên trong cũng được các kiến trúc sư thiết kế tiện nghi và chuẩn phong thủy, gồm có tầng 1, phòng khách, phòng đọc sách, phòng thờ, phòng bếp ăn, phòng ngủ nhỏ, WC chung. Tầng 2, phòng ngủ master, phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ khép kín, WC. Tầng tum, sân chơi, sân phơi kết hợp, WC, phòng thư giãn, khu thể dục, vườn khô, khu tiệc nướng. Mặc dù sở hữu mặt tiền và số tầng tương đương, nhưng mỗi căn biệt thự trong top 5 đều mang những đường nét thiết kế khác biệt hoàn toàn. Nếu quý vị cũng đang muốn sở hữu một căn biệt thự lâu đài tân cổ điển sang trọng, đẳng cấp và thời thượng theo sở thích riêng, thì liên hệ ngay đến Apollo Việt qua số hotline 033 45 111 35 hoặc 0962 368 892 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Apollo Việt trong suốt thời gian vừa qua. Thu Thảo xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.